Ui, sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ? Mà hình như tớ còn nhìn thấy còn đang có tuyết rơi kìa. Tuyết á? Bây giờ là muốn đông rồi. Bím ơi, hay là cậu kiếm cái gì sưởi ấm đi, chứ không thế này lạnh lắm. Tay tớ sắp sửa đóng băng rồi đây này. Tớ nghĩ ra rồi, có cái này. Cậu có biết cái này là cái gì không em Cam? Bao diêm à? Phải bật lửa mà cái này là bao diêm. Tớ xem trên cái chuyện cô bé bán diêm ấy, khi nào mà trời lạnh quá mình quẹt cái này để sưởi ấm cậu ơi, xong rồi mình có thể ướp kiểu ướp đấy. Bây giờ tớ quẹt xong các cậu ướp nhá. Nào vào đây nè, nào ướp đi Trang ơi, cậu nhanh nhanh ướp đi, không quẹt diêm nó tắt bây giờ. Ui, diêm cháy rồi kìa. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ê, sao lại hát happy birthday? Hôm nay làm gì có phải sinh nhật của ai đâu, có phải sinh nhật của Cam không? Cậu bị làm sao đấy? Cái này khi mà tớ quẹt lên là cậu bị ướt, có đồ chơi, có bánh hay là có cái gì đấy. Ui, thế à, tớ nhầm, tớ lại cứ tưởng là cứ châm lửa lên như thế là chuẩn bị thổi bánh sinh nhật, thế nên tớ mới hát happy birthday. Thế bây giờ cậu châm lại đi, để tớ ướt lại nhá. Được rồi, nốt cái này thế đấy. Nào, cậu ướp đi. Đang đói như thế này, tớ ướp có một cái bánh sinh nhật thật to, thật ngon. Được rồi, từ từ, ai cũng góp phần, ai cũng được ướp. Bây giờ, đến lượt em Cam nhá. Nào, để anh châm nhá. Mưa từng là vâng già lô em. Ai vừa quậy mình đấy nhỉ? Ui, ông già Noel đến kìa. Quá ra, điều ước trở thành sự thật là đúng. Thế ông già Noel có mang bánh sinh nhật đến cho tớ không nhỉ? Ông già Noel có thật đấy. Ông già Noel, có phải ông già Noel ra? À, em ra để xem có phải là ông già Noel thật không à. Em thử chạy ra xem đi. Chị nhìn thấy xa xa đấy. Ô, sao cháu lại xa vào người ta? Ô, cháu gái này nghịch quá. Vừa đây, ai gọi ông à? Đúng là ông già Noel thật rồi. Cậu ơi, ông già Noel mà đến thế này chắc chắn là sẽ mang theo quà cậu ạ. Ui, thế thì tớ vừa ước có một cái bánh sinh nhật, không biết ông già Noel có nhớ mang lên cho tớ không nhỉ? À, đúng rồi, ông quên mất. Bình thường ấy, ông sẽ có một cái túi quà đằng sau này để mang đi phát quà cho các cháu. Nhưng mà hôm nay, ông đói bụng quá mà cái túi quà thì to, cũng không mang được. Bây giờ, ăn cái gì đây? Hay là thế này đi, sắp đến Giáng sinh rồi, bây giờ các cháu hãy về làm cho ông một cái bánh thật to, thật ngon. Nếu mà cháu nào làm được bánh ngon hơn, ông sẽ phát quà nhiều hơn. Thì làm bánh nhá. Ông già Noel chả mang quà mà lại đến đây kêu đói à? Đợt đợt mình làm bánh à? Nhưng mà thôi được rồi, mình làm cho một cái bánh, xong mình sẽ ước có nhiều thứ hơn. Bây giờ thế thì chia đội đi, tớ với cả em Cam một đội, cậu một đội. Bây giờ bọn mình thi làm bánh, xem ai làm bánh trang trí bánh Noel đẹp hơn. Trước khi làm được bánh Noel đi thì chúng mình phải có nguyên liệu đã. Hay bây giờ tớ sẽ đi sắm đồ decor nhá, các cái đồ để trang trí mặt bánh ý. Còn anh em nhà cậu đi mua kem với cả đế bánh đi. Thế thì ông ở đây ông đợi nhá, các cháu làm nhanh lên. Ui dồi ôi, em Trang cầm hai cái bánh to hôm nay mà nó không rơi à? Đưa đây để anh đỡ cho xem nào. Đây, em vào đây nè. Trang chị cũng mang hết đồ trang trí về rồi đây này. Ui dồi, chị ngồi đây chờ em Cam từ vừa lúc nãy tới giờ đấy. Em Cam đi mua bánh lâu lắm. Đây này, chị đã chuẩn bị hết các cái nguyên liệu trang trí bánh sinh nhật ở đây rồi. Nhìn này, các bạn biết đây là gì không? Hai đám mây màu hồng luôn, đúng màu yêu thích của em Cam luôn nhá. Còn đây là các sticker này, có ông già Noel này, ông già tuyết này, người tuyết này, tuần lộc này, cây thông Noel này. Còn đây này gì cậu biết không? Một chiếc tàu hỏa đấy. Bây giờ chúng mình cùng trang trí bánh sinh nhật đi. Bánh thơm thật đấy. Các cậu nói nhiều quá, tớ muốn làm lắm rồi đây này. Tớ chuẩn bị được hai cái dụng cụ làm rồi đây này. Bây giờ mỗi người một cái đi, cho cậu cái này, còn tớ với em Cam sẽ dùng cái này. Bây giờ chúng mình sẽ tổ chức một cuộc thi, thi xem ai làm bánh Noel đẹp nhất nhá. Nếu như mà ai làm bánh Noel đẹp nhất ý, thì sẽ được ông già Noel tặng nhiều quà hơn đấy. Bây giờ anh với Cam phải cố gắng thắng được chị Trang thì mới nhiều quà, mới chia hai được. Anh sẽ bóp kem, còn em sẽ phủ đều ra đây. Dùng cái đấy phủ đều ra anh lên. Em Cam phải phủ đều ra mặt bánh đi. Nhanh lên không là chị chiến thắng đây. Chị chắc chắn sẽ làm bánh đẹp hơn hai anh em nhà bạn nhìn nhá. Không bao giờ luôn. Cam, đấy, được rồi. Để anh bôi vào bên hông. Em Cam thì làm gì biết làm bánh sinh nhật. Cậu đừng khinh thường đây để tớ dẫn. Đây, em quẹt như này. Đấy, em cứ quẹt sao cho nó phẳng ra nhá.
Rồi, bây giờ còn thiếu chỗ này nữa. Một phát quyết định như này. Đấy, phải xoay xoay như thế này này thì cái kem nó mới đều được. Chắc chắn hiểu chưa? Wow, các cầu thủ đều mặt bánh rồi đấy. Chắc đều, tí nữa còn một lớp màu trang trí nữa cơ. Rồi, được rồi đây, xem của cậu thế nào nào. Đây, tớ vẫn đang phủ, vẫn chưa phủ xong. Nhưng mà chắc chắn tớ sẽ chiến thắng hai anh em nhà cậu. Bởi vì tớ có 10 hoa tay mà. A few moments later. Tớ cũng xong rồi đây này. Sau khi mình đã quét hết một lớp kem trắng rồi, bây giờ mình sẽ trang trí bằng kem màu. Em Cam thích trang trí bằng màu đỏ hay màu xanh? À đúng rồi, anh thích màu đỏ bởi vì em của anh là màu cam mà. Thế thì chỉnh trang áo màu xanh, cho bạn Trang túi kem màu xanh. Bây giờ mình sẽ trang trí một cái vòng tròn màu đỏ này. Màu đỏ. Sau thì làm gì nữa nhỉ? Vẽ một cái mặt cười nhá. Một cái mặt cười này. Đây. Đây là đôi mắt này. Đấy. Một đôi mắt xuống đây. Một cái mũi này. Đây là mặt của người tuyết em Cam ạ. Được rồi. Giống cái mặt chưa? Xong rồi bây giờ mình làm gì nữa nhỉ? Mình thêm hai cái má hồng hồng vào đây nhá. Hồng vào đây này. Má hồng nè. Bạn Trang làm sao mà làm được như thế này được? Đấy. Bây giờ anh sẽ làm những cái cây thông Noel màu đỏ. Cây thông Noel màu đỏ thì sẽ như nào nhỉ? Đây. Đây. Đấy. Một cây thông Noel màu đỏ này. Xong rồi, anh sẽ vẽ cả người tuyết nữa luôn. Người tuyết hình tròn này. Người tuyết này. Có mấy cái chân này. Có cả cái mỏ này. Đấy. Bây giờ anh vẽ hình cả của em Cam luôn nhá. Hình của em Cam này, một cái mặt tròn xinh này. Một cái người to này. Hai cái chân này. Hai cái tay nữa này. Đấy, hình của em Cam rồi. Bây giờ anh sẽ vẽ hình này. Hình con gì nhỉ? Hình con gà nhá. À, con gà Tây. Con gà Tây có cái người rất là to này. Đấy, xong rồi có cái đuôi cong cong này. Đấy, đây là cái đầu của con gà này. Rồi, xong rồi có cái mỏ ra đây nữa này. Đấy. Đây là cái chân của con gà này. Đây là cái cánh của con gà này. Yeah, một con gà nữa rồi. Thế là đẹp rồi đấy. Bây giờ mình sẽ trang trí cái gì ở trên đây nữa nhỉ? Mình sẽ cắm những cái... À đúng rồi. Cho một cái người tuyết vào đây này. Một cái người tuyết vào bên mặt này này. Tớ trang trí bánh của tớ xong rồi đây. Và bây giờ là tiết mục trang trí các hình đề con này lên đây nha. Đây là hình ngôi nhà của ông già Noel đây này. Cây thông Noel sẽ đứng cạnh ngôi nhà. Wow, đây là một ông già Noel. Đúng rồi, không được chạm vào đâu. Cắm vào đây. Ông già Noel ơi, đứng ở đây nhá. Wow. Đây là cả nến à? Được rồi, nhưng mà để anh cắm mấy cái này đã. Thêm một cái ông già Noel này nữa vào đây này. Đây. Ông già Noel thì phải có con gì? Con tuần lộc chứ. Đây, cho con tuần lộc đứng ở bên này. Một quà nữa. Đằng sau ngôi nhà sẽ có một đám mây màu hồng. Còn ông già tuyết sẽ đứng phía trên của ngôi nhà này nhá. Merry Christmas. Em Cam nhìn thấy ngôi nhà của chị chưa? Màu đỏ luôn đấy. Tớ còn có chữ này, Merry Christmas này. Để ở đây luôn. Của cậu có cái chữ này không? Cả cây thông Noel à. Cây thông Noel thì đứng ở chỗ nào nhỉ? Đây, đứng ở cạnh đây nào. À, cậu có cây thông Noel á. Tớ cũng có cây thông Noel đây này. Cây thông Noel thật luôn nhá. Nhìn trông đẹp chưa? Tớ sẽ để cây thông Noel của tớ ở vị trí này. Đấy, đẹp chưa này? Rồi, bông tuyết thì cắm vào bên này. Đứng cạnh người tuyết nhá. Cho cả cái đám mây này nữa này. Ông già Noel á, kiểu gì chẳng thích cưỡi mây. Cho đám mây vào luôn. Đám mây này vào đây. Wow, đẹp phết rồi Cam ơi. Một cái bánh màu đỏ. Chọn cho anh mấy cây nến màu đỏ nào. Ok. Cam ơi, một cây. Chọn ba cây đi. Đây, người tuyết cầm một cây nhá. Rồi, ba cây màu đỏ nào. Hết cây màu đỏ rồi.
trên tay em còn kìa. Một cây màu đỏ nữa này. Thế thì cho anh cây màu tím cũng được. Ok luôn, ok luôn. Màu tím đứng ở giữa này nhá. Ui rồi, mấy cây nến của cậu ạ. Xấu. Nến của tớ đây này, trông có đẹp không? Wow, đủ các màu sắc luôn nhá. Mà còn xoăn xoăn nhá. Đúng rồi, màu hồng em Cam ạ. Đây này, còn xoăn xoăn nhá. Như hình các cái thanh kẹo luôn. Ừ, có một cây thông thật à. Ồ, chuyện. Cây thông thật chứ ai lại dùng cây thông bằng giấy như anh em cậu. Cứ như thế này thì mình thua. Ồ, thua là cứ chắc rồi. Mà lát nữa, ông già Noel sẽ đến chấm điểm là sẽ biết bánh của ai đẹp hơn. Của tớ còn có cả một đoàn tàu trang trí này. Trên đoàn tàu chở bao nhiêu cả người với cả động vật này. Xong rồi bên hông của tớ vẽ đầy các con vật luôn. Con chó, con gà, con mèo hơi bị đẹp luôn. Của cậu có đẹp như thế không? Của tớ cũng đẹp. Nhìn đây này, của tớ có bao nhiêu các cái quả dâu tây với cả cherry nhá. Ở bên dưới cái thân của cái bánh như này. Đấy, cậu có quả dâu tây với cherry không? Tớ còn có ông già Noel nhá. Cậu làm gì có ông già Noel, cậu chỉ có người tuyết thôi. Thôi, nói chung là không phải tranh nhau nữa đâu. Bây giờ cứ mang đến chỗ ông già Noel xem ông bảo cái bánh nào đẹp hơn. Đâu, để ông thử xem nào. Hai cái bánh to như nhau. Thế cái bánh nào là của bạn Trang? À, bánh này à? Thế còn bánh này là của bạn Nhím à? Ông xem nào. Đấy, ông chấm điểm đi. Xem này cháu, hay là bạn Nhím làm bánh Noel đẹp hơn? Đây này ông ơi, của cháu còn trang trí bên hông này bao nhiêu hình luôn đây này. Bánh này màu trắng. Thế những cái trên thân này là cái gì đây? Ô, hình này là hình ông già Noel này, hình cây thông này, xong có cả hình con gà đây này. Ông không nhìn thấy à? Ui giời ơi, cháu vẽ đẹp quá. Ông chả nhìn ra cái gì cả. Thế còn xem nào. Thế những cái chấm chấm này là những cái gì hả Cam? Ồ, dâu tây à? À, ông nhìn thấy rồi. Bánh này, con nến này, cũng có ngôi nhà, cũng có đám mây, cây thông Noel. Ông già tuyết và ngôi nhà của ông già tuyết nữa đây này. Thôi thế này đi, các cháu đều đã cố gắng rất nhiều để làm được những cái bánh rồi. Hai bánh đều đẹp như nhau. Thế thì tí nữa ông ăn no xong, ông về ông mang quà, ông chia đều cho các cháu nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cái bánh sinh nhật của ai đẹp hơn? Của tớ chắc chắn là đẹp hơn rồi. Thế nào mà ông già Noel lại chấm là cả hai hòa nhau nhỉ? Đáng nghĩa ra là tớ phải chiến thắng cậu ấy. Còn lâu ấy. Thôi không tranh cãi nữa, ông già Noel bảo rồi, hòa nhau. Bây giờ để tớ châm nến lên. Đúng rồi, cậu châm nến đi, xong chúng mình sẽ thổi nến nhá. Đúng rồi, xong bọn mình cắt bánh ăn để cho ông già Noel đỡ đói. Ông còn đi tặng quà cơ. Wow, cậu nhìn thấy cây nến của tớ trông như những viên kẹo không? Đẹp thật đấy. Wow, châm lên lung linh chưa? Đẹp quá. Hôm nào Noel bọn mình lại làm một cái bánh như thế này nữa đi. Rồi. Nào, Cam ơi, mình chuẩn bị cắt bánh đi. Chưa xong, bây giờ trước khi thổi nến thì chúng mình hãy ướp đi. Tớ ướp xong rồi, bây giờ tớ sẽ thổi nến cái bánh của tớ nhá. Ô kìa, em Cam, đây là bánh chị làm mà. Sao em Cam lại thổi nến thế? Thổi nhanh lên, không em thổi hết. 1, 2, 3. Tại cậu thổi chậm quá, thế nên em Cam mới thổi đây. Để tớ thổi cho xem. 1, 2, 3.